Xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài học về sách Ephesos. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc với nhau ở trong Ephesos đoạn 6 câu thứ 14. Tôi xin phép được đọc ở đây. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình. Kính thưa quý vị, sau khi sứ đồ Phaolô khuyên tất cả các con cái của Chúa hãy luôn sẵn sàng và luôn mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời, vì trong ngày khốn nạn chúng ta mới cự địch, chiến thắng và vững vàng trước kẻ thù, thì sứ đồ Phaolô sẽ trình bày cho chúng ta từng khí giới một và công dụng cũng như tầm quan trọng của những khí giới đó. Hôm nay chúng ta bước vào những khí giới đầu tiên. Hai khí giới đầu tiên đó là lẽ thật làm dây nịt lưng và giáp bằng sự công bình. Chúng ta biết rằng dây nịt lưng là thứ rất quan trọng đối với một người lính La Mã, vì nó giúp cố định cho bộ áo giáp, giúp người lính gọn gàng và thoải mái ở trong sự chiến đấu. Cũng một lẽ ấy, đối với cơ đốc nhân, lẽ thật chính là nền tảng cho một cuộc đời theo Chúa, một cuộc đời được Chúa sở hữu. Một mối liên hệ thật lòng với Đức Chúa Trời là nền tảng vững vàng cho chúng ta. Và mối quan hệ này xây dựng trên nền tảng lời của Chúa, giáo lý cùng sự cầu nguyện. Ma quỷ luôn dùng những lời dối trá để đánh lừa chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy ở trong xã hội có những điều giả dường như thật, có những điều không phải là chân lý nhưng người ta xem nó như là chân lý. Nhưng một người lính của Chúa, một cơ đốc nhân, chúng ta thấy rằng chúng ta cần lẽ thật làm dây nịt lưng. Vì khi chúng ta có lời của Chúa là lẽ thật, nền tảng cho cuộc đời chúng ta sẽ không thể bị đánh bại bởi những giáo lý, những tư tưởng, những điều dối trá ở giữa thế giới này. Cho nên, một người có một phẩm hạnh, một lương tâm trong sạch và một đời sống được cai quản bởi lẽ thật sẽ đối diện với kẻ thù và không hề sợ hãi. Một sự quan trọng khác đó là cái thắt lưng của người lính La Mã sẽ mang theo thanh gươm ở trên đó. Cho nên chúng ta thấy đối với cơ đốc nhân ngày hôm nay, nếu chúng ta không làm theo chân lý thì chúng ta cũng không thể nào sử dụng lời của chân lý để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù được. Cho nên thắt lưng của lẽ thật là nền tảng của mỗi đời sống theo Chúa của chúng ta. Lời của Chúa phải là nền tảng để chúng ta có thể phân biệt những điều giả tạo, những điều dối trá, những tư tưởng chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, những điều mà cả thế giới này đang xem như là chân lý. Nhưng nếu chúng ta không có lời của Chúa là lẽ thật, chúng ta sẽ không phân biệt được đó là những điều dối trá của ma quỷ. Nên hãy luôn mang thắt lưng của lẽ thật. Khí giới thứ hai chúng ta thấy ở đây đó là giáp bằng sự công bình. Bộ giáp giúp cho người lính bảo vệ những chỗ trọng yếu trên cơ thể, nhất là trái tim, hông hay là bụng, và giúp cho người lính có thể chiến đấu một cách tự tin, xông pha ở trên chiến trường. Cho nên chúng ta thấy giáp bằng sự công bình tượng trưng cho một đời sống được Đấng Christ xưng nghĩa của một người tín đồ. Ở trong Corinto thứ nhì đoạn 5 câu 21, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô viết như thế này: Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhờ Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu chính là áo giáp bằng sự công bình. Để chúng ta thấy trong chiến trận thuộc linh, người lính cần được bảo vệ trái tim với sự công bình, vì cớ rằng tấm lòng của chúng ta là nơi Satan tấn công mạnh mẽ nhất. Và Satan thường tấn công bằng điều đem đến sự nghi ngờ về sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần kiểm soát từ suy nghĩ, hành động để làm theo những điều công bình. Và điều này chỉ có thể được khi chúng ta có Chúa Giêsu công bình là đấng ở với cuộc đời của chúng ta. Thưa quý vị, Satan là kẻ kiện cáo, nhưng nó sẽ không thể kiện cáo những tín đồ
đang sống một cuộc đời công bình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến áo giáp. Áo giáp ở đây nhắc chúng ta rằng khi cơ đốc nhân bị Sa-tăng kiện cáo thì chính sự công bình của Đấng Christ sẽ đảm bảo cho chúng ta về sự cứu rỗi của tín đồ, và chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời mặc một chiếc áo công nghĩa mà Chúa Giê-xu đã mặc cho chúng ta. Chúng ta được Đấng Christ công nhận chúng ta là những con cái thật của Ngài. Chiếc áo giáp này rất quan trọng đối với mỗi cơ đốc nhân, vì nếu không có nó thì những người lính ở trên chiến trường sẽ bị tấn công và bị tiêu diệt ngay lập tức. Nếu không có áo giáp bằng sự công bình là Đấng Christ thì chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ bị thất bại ngay tức khắc mà thôi. Cho nên xin lời Chúa nhắc nhở tôi và quý vị thắt lưng bằng lẽ thật và áo giáp bằng sự công bình là những cái rất căn bản của một đời sống theo Chúa. Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị luôn để lẽ thật làm nền tảng, luôn ở trong sự công bình của Chúa Giê-xu, để chúng ta không bị Sa-tăng kiện cáo, không bị tấn công, và chúng ta luôn vững vàng ở trên chiến trường vì biết rằng mình đã mặc một chiếc áo giáp rất chắc chắn có thể bảo vệ chúng ta khỏi sự sát thương ở trên chiến trường. Xin lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở tôi với quý vị. Chúng ta cùng cầu nguyện cho bài học ngày hôm nay. Lạy Chúa, Chúa ơi, xin Chúa thương xót mọi cuộc đời của chúng con. Những nền tảng Chúa ban cho chúng con, đó là lẽ thật của Ngài. Đó là sự công bình mà chúng con có được ở trong dòng huyết của Chúa Giê-xu. Cha ơi, xin đừng để chúng con để lẽ thật của Ngài ở bên ngoài cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con ăn nuốt lẽ thật, và chúng con giấu lời Chúa ở trong lòng chúng con, để cuộc đời theo Chúa của chúng con luôn có lời của Ngài, làm chúng con vững vàng ở trên bước đường theo Chúa. Xin Chúa cho chúng con giấu mình ở trong huyết của Chúa, Đấng đã xưng công bình cho chúng con bằng huyết của Ngài, để Sa-tăng không có cớ để kiện cáo chúng con, để làm cho chúng con ngã quỳ ở trên con đường theo Ngài. Nhưng chúng con vững vàng vì có chúng con biết rằng mọi tội lỗi, mọi điều ở trong quá khứ đã được Ngài tha thứ, và chúng con đang được Đức Chúa Trời nhìn nhận là người công nghĩa ở trước mặt Chúa, bởi chúng con đang mặc chiếc áo bằng huyết của Chúa Giê-xu, Đấng đã xưng công bình cho chúng con. Cha ơi, xin dùng điều này để nhắc nhở chúng con những điều rất căn bản và quan trọng trong đời sống theo Chúa. Xin đừng để chúng con coi thường những điều này, để rồi chúng con để ma quỷ làm cho chúng con lung lay, làm cho chúng con nghi ngờ và chúng con chối bỏ đức tin của mình. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin nhắc nhở chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin chào, kính chào toàn thể quý vị.